hai cái phần khoang này này. Hai cái phần khoang này này. Là nó cứ đỏ, nó đỏ xong mình cảm giác là nó nóng ran lên. Nóng ran lên ở cái khoang này. Thì là khoảng tầm tuần sau thì là cái phổi của mình có vấn đề. Nghĩa là mình em chỉ có đi chợ buổi sáng mà không bị ho, không sổ mũi, nhưng mà tự nhiên lại thấy nóng rát vùng ngực, xong rồi để từ sáng đến chiều là nó sinh ra kiểu như là dạng có đờm, mình rát ấy, mình rát mà đến tối thì mình thấy khó thở. Thì em nghĩ là đấy là do là cái phổi của mình đã yếu sẵn rồi, thì là mình bị nhiễm lạnh hoặc nhiễm nước mưa. Tức là trước khi bị đến viện một tuần, phổi bị có vấn đề là đã thấy nốt hồng ở ngay chỗ này. Cái chỗ này này, là cái khoang này này, là nó bị nóng bừng lên. Nó bừng lên xong rồi nó cứ kiểu dâm rát rát ấy. Mình cứ lúc nào mình thích chấm tay vào nước để mình xoa để cho nó mát cái chỗ này đi.